Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình Nguyễn Hoa Sen đã quay trở lại đây và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp QN4. Và trước khi vào một hôm mới, chúng ta cùng nhau xem vào ngữ pháp lạnh ha. Hay, rồi mình để ra sát. Ôi, các bạn nhìn vào ngữ lạnh này thì các bạn thấy các bạn đang ở đây như thế nào ta? Đúng rồi, hai đang rất khó chịu bởi vì sao ta? Đúng rồi, bởi vì bạn đó đau bụng nên bạn đó đang muốn như thế nào? Đúng rồi, muốn đi vệ sinh đúng không các bạn? Thì bạn nó đang ở trong lớp 2 nên là bạn nó phải xin phép thầy giáo. Nên là hôm nay chúng ta sẽ có một câu là gì? Vì đau bụng nên là em có thể đi vệ sinh được không ha? Thì chúng ta sẽ có một câu là Sensei, onaka ga itai no de toide ni itte mo ii desu ka? Là gì? Thầy ơi, bụng vì em đau bụng nên là em có thể đi vệ sinh được không ha? Ii desu ka? Hay là hôm nay chúng ta sẽ học một câu là no de, vì cái gì đó ha, nên ha, được chưa các bạn? Rồi, để gõ mẫu cấu trúc no de thì chúng ta cùng nhau đi vào mẫu cấu trúc. Thì mẫu cấu trúc no de này thì chúng ta đi với động từ fukeru nhé. Rồi, cũng như là tính từ đuôi y thì chúng ta giữ nguyên tính từ đuôi y cộng cho no de. Và nếu là gì? Nếu là tính từ đuôi na và danh từ thì chúng ta thêm na ở đằng sau là chúng ta có một câu na no de, được chưa các bạn? Rồi, ý nghĩa của cái mẫu câu này là vì nên, giống như hồi nãy mình có cái câu ví dụ là gì? Vì đau bụng nên là em có thể đi vệ sinh được không ha? Thì onaka ga itai no de toide ni itte mo ii desu ka ha, các bạn ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một câu là vì nên no de ii desu ka. Rồi, để hiểu rõ hơn một cấu trúc no de thì chúng ta cùng nhau đi qua cách dùng các bạn ha. Thì cái mẫu cấu trúc no de này là diễn tả nguyên nhân lý do là gì? No de trình bày lý do một cách khách quan hơn các bạn ha. Còn cái khác với kara là gì? Kara là nhấn mạnh cái lý do một cách chủ quan. Sử dụng no de là gì? Làm cho gì? Làm cho sự chủ quan của người nói nhẹ nhàng đi, khiến người nghe gì? Không có cảm giác không có cảm giác cảm tưởng như bị ép buộc các bạn ha. Hiểu các bạn? Hay đi this nhé. Thôi, để hiểu rõ hơn nữa thì chúng ta cùng nhau đi qua một câu ví dụ. Hay con ngồi mình tìm ra sai. Thôi, các bạn đang như thế nào ta? Đúng rồi, nó đang gì? Đang ngủ mà bạn đó giúp mình dậy ha. Là bạn nó bị gì đó? Đúng rồi, ngủ nướng. Đúng rồi ha, nebo shimashita. Ai bị ngủ nướng ha, nên là bạn đó sao? Bị trễ học nên là bạn đó sẽ gì? Gọi điện cho giáo viên của mình. Và bạn đó sẽ nói như thế nào ta? Đúng rồi, thì bạn đó sẽ nói là sensei sumimasen ga nebo shita no de okuremasu ha. Thì câu này nhìn sao các bạn? Sensei, thầy ơi, xin lỗi thầy, là em gì? Thì ngủ nướng nên là em sẽ tới trễ, đúng không? Cái câu mở đầu này cho cái việc giải thích lý do các bạn ha. Rồi, mỗi chữ đầu tiên là sai. Sensei, sumimasen ga nebo shita no de okuremasu. Hay ii desu ka? Ii desu ne. Rồi, để hiểu rõ mẫu cấu trúc này chúng ta cùng nhau đi vào phần luyện tập. Hay sasuku renshu shimashou. No de ii desu ne. Rồi, kuroi mai tiru ra sai. Rồi, các bạn nhìn vào các bạn nam này ha. Thì bạn nam này đang như thế nào ta? Đúng rồi, bạn đó đang gì? Đau đầu, đúng không các bạn? Đau đầu nên là bạn đó là gì? Xin phép giáo viên ha. Xin phép giáo viên gì ta? Đúng rồi ha. Bạn ấy vì gì? Vì đau đầu nên là gì? Nên là có thể về trước được không? Đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có câu gì nào? Tatamaga itai. Itai là tính từ đi thì chúng ta vẫn giữ nguyên cộng n để thì mình sắc. Thôi, chúng ta sẽ có câu gì nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ có câu là atama ga itai no de sakki ni kaette mo ii desu ka? Atama ga itai no de sakki ni kaette mo ii desu ka? Là gì? Là bởi vì đau đầu nên là em có thể về trước được không? Hay một chữ đầu tiên là sai. Atama ga itai no de sakki ni kaette mo ii desu ka? So desu ne, ii desu. Tsugi no renshu shimashou. Hay thôi, ngồi về chữ đầu sai. Thôi, các bạn nhìn vào bức tranh này ha. Thì đây là gì? Đúng rồi, đây là chị của mình ha. Nên là sao? Chị của mình là gì? Vào gì? Tháng sau có cái một đám cưới của chị ha. Nên là mình phải gì? Từ Nhật Bản về Việt Nam. Nên là mình phải xin phép công ty, xin phép sếp của mình ha. Thì mình sẽ nói như thế nào nào? Đúng rồi ha. Aneno kekoshiki. Thì kekoshiki là một cái danh từ đúng không các bạn? Thì mình vẫn giữ nguyên cái danh từ đó cộng cho nano de ha. Kekoshiki nano de kuni e kaette mo ii desu ka? Kaette mo ii desu ka là có thể làm cái việc gì đó không ha các bạn ha. Thì mình xin phép ăn một cái gì đó. Rồi, chúng ta sẽ có câu gì nào? So desu ne.
姉の結婚式なので、国へ帰ってもいいですか？はい、もう一度当ててください。姉の結婚式なので、国へ帰ってもいいですか？はい、いいですね。はい、いいえ。đúng rồi ha. Vì vì có đám cưới của chị nên là tôi có thể trở về nước được không? Hay đi được cả? Hay đi được nè. Hay, 次の練習しましょう。はい、この練習してください。Rồi, các bạn nam. Nhìn vào các bạn nam này thì như thế nào? Đúng rồi, bạn đó đang làm việc nhưng mà bạn đó gì? Rất là nhiều sắp hồ sơ thì bạn đó như thế nào ta? Đúng rồi, đi show cái gì nè? Đúng rồi, thì vậy sao ta? Thì chúng ta sẽ không có là gì? Bạn nói gì? Mỗi ngày đều bận nên là không có thể đi đâu chơi được ha. Rồi chúng ta mẫu gì nào? Rồi nè, đi sau cái xin tính từ đi thì chúng ta vẫn giữ nguyên và thêm nô đế vào. Thì chúng ta sẽ mẫu có lá. So this, 毎日忙しいのでどこも遊びに行けません。はい、もう一度言ってください。毎日忙しいのでどこも遊びに行けません。Thì câu này chúng ta dịch như thế nào nào? Mỗi ngày gì? Vì tôi đều bận nên là không có thể đi đâu chơi được cả. Được chưa các bạn? Hay thì ですね. 次の練習しましょう. Rồi các bạn nhìn thấy các bạn nam mình đang xin phép sếp xin phép sếp của mình ha. Xin phép sếp của mình đi đâu ta? Đúng rồi ha. Đi bệnh viện. Bioin et ikimas. Đúng không các bạn? Bioin et ikimas là vì đi bệnh viện nên là gì? 3 giờ tôi có thể về được không? Thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? Đúng rồi ha, thì chúng ta sẽ có mẫu câu là 病院へ行くので3時に帰ってもいいですか? はい、もう一度やってください。病院へ行くので3時に帰ってもいいですか? はい、いいですね。何? Vì tôi phải đi bệnh viện nên 3 giờ tôi có thể về được không? À, kìa này xin phép sếp của mình ha, いいですか? はい、いいですね。Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố cái mẫu cấu trúc này thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới. Và nếu bạn nào có bất kỳ cái thắc mắc gì hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhật ngữ Hoa Sen. Và các bạn hãy nhớ làm bài tập. Các bạn nếu bạn nào đạt được 100 điểm thì bạn đó sẽ được 1 điểm tích lũy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mata konnichiwa.